mọi người phải làm những cái cách nào đó mà chồng bạn đưa tiền cho bạn nhưng mà mình không cần phải nói. Thì mới gọi là hay mọi người nha. Đó. Sợ. Đâu? Ngoan lên nha em. Em ngoan mà. Hello mọi người, chào mọi người đã quay lại với channel của Ti. Và làm gì? Sao anh đen quá vậy? Đâu có đen đâu, nhìn nó hơi. Anh nhìn nè. Tại vì con trai á, mình phải đen. Anh nhìn nè. Con trai thì nó phải đen đúng không? Da ngăm ngăm thì nó mới đẹp mọi người. Là lâu lắm rồi, Ti mới quay trở lại với một video Q&A và ngày hôm nay sau khi tụi mình chính thức kết hôn thì ngày hôm nay kết hôn vậy chính thức cưới á, tính nói tiếng chính thức cưới tiếng Anh thì hôm nay Tiên và Kao sẽ làm một cái video Q&A về cuộc sống gia đình của tụi mình sau 2-3 tuần cưới nhau thì nó đã như thế nào. Có 2-3 tuần thôi hả? Rồi ok, có thể là nó hơi ngoài là một chút nhưng mà đây là một câu hỏi mà mọi người hỏi tụi mình rất là nhiều là chi phí cho lễ cưới ăn hỏi chụp ảnh chụp xong ảnh. Rồi nói chung là chỗ wedding venue váy tất cả mọi thứ tụi mình làm ở đâu và chi phí nó như thế nào. Thì trong video này Tiên sẽ thay lời cảm ơn tới rất là nhiều team đã support tụi mình trong cái đám cưới của tụi mình ha. Thì bây giờ Tiên sẽ nói từng phần cho mọi người trước. Đầu tiên là về wedding planner mà tụi mình chọn là chị Sugar. Sugar Wedding. Tình cờ thôi là có contact tới Tiên, có hỏi Tiên là mình biết là Tiên sắp đám cưới cho nên là muốn hỏi là Tiên có cần planner hay không. Yes. Thì lúc đó là Tiên với Kyle cũng đang lựa chọn rất là nhiều wedding planner khác nhau nhưng mà chưa có biết là sẽ chọn ai. Thì khi làm việc với lại chị Sugar một thời gian thì Tiên thấy là ok, rất là phù hợp và cũng như là cũng đã tổ chức cho Tiên một cái buổi sinh nhật vào năm ngoái. Yep. Đó, cho nên là Tiên đã chọn chị Sugar. Và trong lúc làm việc với bên Sugar Wedding thì Kyle và Tiên đều thấy là họ rất là nhiệt tình và rất là professional luôn. Nên nếu mà mọi người muốn contact á, thì mọi người sẽ để nó tất cả những ngày hôm nay tụi mình sẽ để contact ở dưới. Yes. Description box cho mọi người xem nha. Thì chi phí nó tùy vào mọi người. Yes. Cho nên là mình cũng không thể nào nói được. Nhưng mà Tiên thấy chi phí bên này rất là ổn. Họ lo cho Tiên từ đám cưới cho đến lễ gia tiên, lễ ăn hỏi luôn. Cho nên là nếu mà mọi người tham khảo thì bên Sugar sẽ có tất cả mọi thứ nha. Sau cái phần wedding planner thì mình sẽ tới chỗ venue, chỗ đặt tiệc cưới ha. Thì vì đám cưới của Tiên và Kyle có một cái lượng khách khá là lớn nên bọn mình rất là limited ở trong cái chỗ là chọn một cái địa điểm thích hợp. Tại vì lúc đầu tụi mình cũng muốn chọn những chỗ khác nhưng mà khi mà đi coi xong rồi thì mình nhận ra là ok, bây giờ 1000 khách thì rất là ít chỗ cho mình cái cơ hội để làm như vậy. Thì có một cái chỗ mà Tiên với cái đầu chốt cuối cùng thì đó chính là White Palace. Thì White Palace chắc là mọi người cũng biết rất là nhiều. Yeah. White Palace thì một cái venue nằm gần sân bay đường Hoàng Văn Thụ. Nói chung là gần trong cái khu đó thì bọn mình thấy là bên chỗ venue này là cái chỗ có một cái không gian đẹp nhất. White Palace thì nó có hai chỗ, một chỗ là Hoàng Văn Thụ với một đúng chỗ rồi. Là ở gần Gigamo á, xa lắm. Yeah. Nên là tùy nhà Tiên không có chọn chỗ đó vì nó quá là xa. Nhưng mà đối với Kyle và Tiên á thì cái không gian là cái rất là quan trọng cho một cái lễ cưới và White Palace cho tụi mình được cái đó. Và đồng thời thêm một điểm mạnh nữa là đồ ăn ở White Palace rất là ok và rất là ngon luôn. Tại vì tụi mình khi mà đám cưới xong tụi mình cũng có đi vòng vòng hỏi thử mọi người coi là mọi người có thích đồ ăn hay không. Thì hầu như 80-90% ai cũng nói là đồ ăn rất là ngon và vừa miệng. Giá cả cũng ok nữa. Yeah. Không? Về phần giá cả cũng khá là hợp lý luôn. Nói chung là White Palace về cái phần giá tiền nó cũng rất là tùy vào menu. Thiệt sự cái range á, cái khoảng nó cũng rơi đâu đó vào tầm 7 triệu cũng có cho tới 15-16 triệu cũng có, tùy vào cái budget của mọi người. Tiếp theo là Tiên sẽ nói đến váy cưới. Thì váy cưới Tiên cũng đã xem rất là nhiều chỗ. Thì có hai chỗ mà Tiên chốt cuối cùng đó chính là Joe Bridal với lại Darlington nha mọi người. Thì hai chỗ đầu tiên mà Tiên chọn Joe là tất cả cái áo dài gia tiên cũng như là hai cái váy cưới trong lễ cưới của Tiên sẽ là từ Châu. Thì Tiên đó support cho Tiên rất là nhiều. Đã Tiên đã may riêng cho Tiên một
cái đầm khi mà Tiên bước lên lễ đường luôn, vừa với dáng của Tiên, người của Tiên, cho nên là Tiên cảm thấy rất là ok. Rồi tiếp theo là một bên gọi là Darlington Bridal. Đây là một chị đã liên hệ tặng riêng cho Tiên. Cái lúc đó là có một cái váy chào khách, cái váy đó mọi người khen rất là nhiều trên TikTok, thì Tiên rất là thích cái váy đó luôn. Và cái váy đó là team Darlington cũng đã hỗ trợ Tiên rất là nhiều, đã đi đến cái venue và cũng như là support Tiên ngay tại lúc mà Tiên chụp hình luôn, cho nên là Tiên rất là cảm ơn mọi người rất là nhiều. Nếu như bạn nào có một cái ngân sách không quá nhiều thì Tiên recommend Bencho Prado, tại vì một cái đầm cưới của nó họ chỉ dao động dưới 10 triệu thôi mọi người, là làm cho mọi người luôn nha, là mọi người mua luôn á là dưới 10 triệu thôi, còn nếu mà thuê thì giá nó còn sẽ rẻ hơn nữa ha. Còn đối với Darlington thì nó sẽ là một cái chỗ cao cấp hơn một chút. Một cái đầm cưới của nó nếu mà thuê thì nó sẽ dao động từ 20 đến 30 triệu lận đó, cho nên là giá nó cũng khá cao. Thì một bên là luxury và một bên là affordable, nên là mọi người có thể tham khảo hai cái chỗ này luôn. Con gái cực quá ha, trời ơi, con trai là mặc cái bộ từ sáng tới chiều y chang nhau. Không phải mặc từ sáng tới chiều, anh mặc trắng nhưng mà không phải gì đâu, có hai bộ là một bộ đen và một bộ đen để làm lễ và một bộ navy để đi tiếp khách lúc đám cưới, hai bộ. Và tới cái cuối cùng á, là về phần chụp hình á, thì tụi mình cũng muốn shout out tới Mer Studio vì đã cho tụi mình một cái bộ hình rất là đẹp luôn. Vừa đẹp vừa chỉnh chu, vừa gần chỉnh chu, sorry mọi người, chỉnh chu là gì trời. Vừa có những cái hình truyền thống đẹp mà vừa có những cái hình mood nữa. Và cảm ơn Mer Studio rất nhiều, lần này đã tài trợ toàn bộ 100% cho Tiên và Kyle, cho nên Tiên rất là muốn cảm ơn mọi người rất là nhiều lần nữa. Thì bạn nào muốn sắp đám cưới và muốn có một team chụp hình rất là vui vẻ, rất là nhiệt huyết, Tiên có mệt cỡ nào cũng bắt đi chụp, thì mọi người hãy tham khảo Mer Studio nha. Tại vì Tiên rất là dễ thương, gia đình Tiên khen rất là nhiều, mọi người kiểu rất là support. Nên là lúc mà Tiên mệt, Tiên hào lúc đó là quá mệt rồi, mà Tiên mới nói thôi em ráng đi, em chụp đi, em chụp mới có hình đẹp ráng nha. Mà Tiên nói kiểu hồi này không chụp nữa đâu mà. Thiệt sự là Tiên đảm bảo là Kyle với Tiên sẽ có rất là nhiều hình luôn, góc nào đẹp là sẽ chụp hết. Họ sẽ không có bỏ lỡ qua một cái góc nào hết á. Team sẽ có sẽ có những cái package khác nhau, rẻ cũng có, mắc cũng có flycam, có rất là nhiều, cho nên là video này thì chắc là cái video đám cưới của Team đã lên rồi. Cho nên là nếu mà mọi người chưa xem thì mọi người có thể xem video đó để xem là Team Mer Studio quay như thế nào ha. Còn cái mà tụi mình chụp pre-wedding á là tụi mình sẽ chụp ở Hook Studio nha mọi người, là một cái team khác nữa. Thì team đó là chụp Tiên chụp ở trên Đà Lạt. Và cuối cùng á là chị mà make up cho Tiên buổi hôm đó chính là chị Trâm Anh. Tiên sẽ để contact ở đây cho mọi người xem luôn. Chị Trâm Anh là make cho Tiên từ rất là nhiều event rồi và là người make hợp nhất cho Tiên từ xưa tới giờ, cho nên là Tiên phải book liền chị nửa năm trước để Tiên nói là năm sau em cưới, cho nên là ngày hôm đó chị nhớ make cho em. Thì đó là chị Trâm Anh là người đảm nhiệm tất cả mọi look của Tiên trong ngày hôm đó luôn. Rồi bây giờ mình tới câu hỏi thứ hai ha. Bạn hỏi là chị Tiên và anh Kyle cảm thấy cuộc sống trước hôn nhân và sau khi hôn nhân nó khác nhau như thế nào? Em có thấy khác gì không? Tiên thì Tiên không biết nữa, Tiên không cảm thấy gì quá khác. Tại vì chắc là Tiên đã ở với Kyle một thời gian rất là lâu rồi, cho nên là cái cảm giác mà trước hay sau khi kết hôn nó không quá khác biệt. Chỉ là sự khác biệt là ngày nào mình cũng dậy và mình thấy nhau, thì cái đó là cái khác biệt nhiều nhất thôi. Còn về kiểu bình thường thì Tiên thấy là nó cũng giống như trước khi mà tụi mình cưới. Có một cái mà cậu thấy là không biết nữa, ý là tại vì chắc là do khi mà chưa cưới thì mình đã quen với cái không gian của mình á, thì khi mà bây giờ có một người ở kế bên mình mỗi ngày á, thì lúc mà mới bắt đầu thì cậu cũng thấy rất là lạ, kiểu không phải là khó chịu nha, nhưng mà thấy lâu lâu quay qua thấy ở đây hả. Thì kiểu giống như vậy, nói chung là lúc đầu cũng chưa quen, nhưng mà cũng sau một hai tuần thì cái cảm giác đó nó cũng qua đi. Thì bây giờ nói chung là tụi mình cũng khá... em vẫn còn nói là ủa sao em ở đây mà. Thì nói chung là tụi mình vẫn đang adjust cho quen với cái cảm giác này. Đối với Kyle thì Kyle nghĩ nó sẽ không có quá khác, tại vì hồi lúc ở bên Mỹ Kyle với Tiên cũng đã ở với nhau một khoảng thời gian khá là dài, cũng một năm hơn á, nên thiệt sự là không quá khác. Bây giờ thì giống như mình trưởng thành rồi, thì khi mà về nhà với nhau thì mỗi người đều có một cái công việc, một cái nhiệm vụ riêng, mình cũng đi làm về, đón Tiên về nhà, Tiên nấu ăn này nọ, nên nói chung là cũng rất là
rất là ok, không có vấn đề gì hết. Cái câu mà mọi người hỏi nhiều nhất tại biết sao không? Tại vì thấy là cái background tên là Chiki Ad và Thủy Tiên, cái mọi người hỏi ủa chị anh tên là vậy, anh không phải người Việt Nam hả? Thì có một bạn hỏi là ba của anh sống ở nước ngoài hay sao vậy ạ? Em thấy tên anh là tên tiếng Anh. Thôi cái này tóm gọn lại hết những câu hỏi mà mọi người đều hỏi là ồ sao tên của Kao lạ quá vậy? Thì hôm nay Kao sẽ trả lời luôn. Thì tên thiệt của Kao nó không phải là tên tiếng Việt mà kiểu tên tiếng Sing, thì là Lim Chi Kiat. Thì cái tên này Kao rất là ít dùng tại vì không biết nữa, thường thường Kao chỉ dùng Kiệt hoặc là hoặc là Kao thôi. Ở đó khá là vui một cái là tại vì khi mà tới chụp hình đám cưới á thì rất là nhiều gia đình bạn bè bên nhà gái kiểu lại Kao xong rồi nói tiếng Anh kiểu như Kao không biết không, xong rồi nói gì hỏi tiên là ủa chồng của mình nước ngoài hả, có biết nói tiếng Việt không, có nói chơi vậy không, người Việt Nam không phải người nước ngoài, xin đẻ ở Việt Nam, xong rồi đi làm giấy tờ kinh doanh, đi làm giấy tờ ở phường, cái gì người ta cũng hỏi là em ơi người nước ngoài không có đứng tên công ty được, cái kia em nói dạ không không người Việt Nam, người Việt Nam, người Việt Nam 100% luôn á, mỗi lần mình làm thuế làm gì kia cái toán là trời, mỗi lần tiên phải trả lời ngày nào cũng phải trả lời cái câu đó, hoặc là ví dụ như các bạn mua hàng gửi cho các bạn cái số tài khoản, các bạn hỏi trời người gì nghe tên chơi vậy, tên lạ vậy, tên chết chơi vậy trời cười chết. Nhưng mà đó mọi người này, tại vì á có một cái video tiên có giải thích nhưng mà chắc là mọi người không để ý trong cái video mình đi ở Sing vlog mình đi Sing là mình có nói, nhưng mà chắc là nhiều bạn không có để ý cái đó, cho nên là ngày hôm nay trên video tiên sẽ giải thích luôn cho mọi người. Rồi tới câu hỏi thứ tư của mình thì cũng có khá là nhiều bạn hỏi là có dự định về honeymoon ở đâu hay không sau khi đám cưới. Thì cái này Kao sẽ phải cho tiên trả lời vì Kao sẽ cho tiên chọn. Có, tụi mình đã có dự định là sẽ đi Hàn Quốc vào tháng sau, và tụi mình đang làm visa cho nên là khi mà có visa tụi mình sẽ mua vé và trong tháng sau tụi mình sẽ đi Hàn Quốc, cho nên là mong là mọi người sẽ đợi đến cái vlog Hàn Quốc nha. Và cái lý do mà tụi mình đi Hàn Quốc á là tại vì cái mùa rơi vào tháng 4 á nó vừa hết lạnh, nó vẫn hơi lạnh thôi, nhưng mà về cái thời tiết thì nó sẽ rất là đẹp vì cái hồi nhớ là tháng 4 hình như có cái hoa anh đào nữa. Nhưng mà hoa anh đào thì ở Nhật nhiều hơn, nhưng mà ở Hàn vẫn có, ở Hàn vẫn có, mình muốn đi coi được vẫn có. Chứ lại Kao chưa bao giờ đi Hàn Quốc mọi người. Tiên thì đi 3 lần rồi nhưng mà Kao chưa bao giờ đi, nên là cũng rất là muốn quay trở lại để khám phá bây giờ Hàn Quốc có gì, gặp BTS, gặp Blackpink các kiểu mọi người. Tại vì hồi lúc đầu á là tụi mình cũng đang phân vân giữa Nhật và Hàn Quốc thì không biết là đi nước nào, nhưng mà tóm lại thì Kao định thấy là Tiên và Kao đều thích cái vibe của Hàn Quốc hơn. Đi bán đồ nhiều, shopping đã, chụp hình đẹp. Muốn đi Hàn Quốc để coi những cái local brand xem thử là bên đó họ đang làm cái gì, họ đang làm như thế nào, để xem coi là mình áp dụng được gì trong cái business của mình. Được thì mình mang The Space qua Hàn Quốc luôn. Wow, ok. Ok, tới câu hỏi thứ 5. Ai là người làm việc nhà? Ai là người làm việc nhà hả? Cái này phải nói là cả hai. Ừ, không thì đúng là cả hai. Nhưng mà mostly chắc là Tiên. mostly sẽ là Tiên. Nhưng mà đôi khi thì nói chung là cũng sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Nếu mà trong trường hợp Tiên nấu ăn nhiều thì Kao cũng sẽ xung phong rửa chén. Tiên sẽ không rửa chén cho mọi người. Đó là cái thứ Tiên ghét nhất trên đời này. Cho nên là Tiên có thể làm bất cứ việc gì trừ rửa chén. Nên là đó là nhiệm vụ của Kao. Như là nhiệm vụ của Kao. Đúng rồi, nhiệm vụ của Kao để đảm nhiệm công việc rửa chén giùm Tiên. Anh ơi, sáng giờ em rửa chén, em lau nhà, giặt đồ, em ủi đồ, em bán đồ lên cho anh rồi. Muốn thử coi. Dâu này lạ lắm mọi người. Hay quá. Nói chung là bây giờ cuộc sống bình đẳng mọi người, cố lên. Không có mình. Nữ quyền. Mọi người muốn xem room tour, room phòng đâu có gì để xem luôn mọi người. Room tour chỉ nhỏ xíu à, phòng nhỏ lắm. Nhưng mà để nếu mà hôm nào mình set up đẹp đi, mình làm cái phòng nó đẹp một chút đi rồi Tiên sẽ làm room tour thử cho mọi người xem nha. Còn khi nào mà đợi qua nhà mới hoặc là đợi qua nhà mới. Tại vì house mọi người, tour. Cái câu đó em sẽ hỏi thì mọi người cũng hỏi là hiện tại thì anh chị đã dọn ra riêng chưa hay là đang ở với bố mẹ và dự định của anh chị là như thế nào. Hiện tại thì mình vẫn đang ở với bà mẹ của Kao và Kao luôn. Thì trước mắt á, tụi mình đã có plan là sẽ chuyển ra ngoài ở rồi. Nhưng mà cái thời gian hiện tại thì nhà bên kia vẫn đang thi công, vẫn đang xây. Nên trong thời gian hiện tại thì tụi mình vẫn sẽ ở với gia đình của Kao.
Thì hiện tại là Tiên đang ở với ba mẹ của Khai Hồ luôn. Đó, nên là mình làm dâu với mọi người nha. Nhưng mà vui lắm, không có gì đâu mọi người. Không áp lực sướng nha. Chết mò luôn. Trời. Quá sướng luôn mọi người. Quá là nữa. Dâu này sướng lắm. Trời ơi, hay thiệt. Rồi, có một câu mọi người hỏi nữa là khi nào anh chị định có baby ạ? Sắp rồi mọi người, nói chung là tụi mình cũng thả thôi. Mình cũng muốn trong năm nay nữa. Cho nên là nếu mà hơn thì tụi mình có thể có trong năm nay, không thì năm sau cũng được. Nói chung là sẽ không có rush. Đúng rồi. Cái việc mà có baby khi nào tới thì sẽ tới. Tới sớm thì tốt. Đúng, tại vì tụi mình cũng đang muốn có con trong năm nay để thứ nhất là hợp tuổi. Và thứ hai là có nhiều dự định. Cho nên là mình nghĩ là có con bây giờ thì nó sẽ có sớm thì tụi mình có thể làm được những cái việc sau này mà tụi mình con nó lớn rồi thì mình đỡ phải nuôi cái lúc đó hơn. Nên là tôi nghĩ là bây giờ có sớm thì nó sẽ khỏe hơn. Tới cái câu hỏi cuối cùng của tụi mình thì cũng có khá là nhiều bạn hỏi về cái gọi là quản lý tài chính của một cặp vợ chồng thì nó sẽ như thế nào. Thì trước mắt để các bạn nói luôn là Tiên và các bạn cũng chưa biết là cái quản lý tài chính nó sẽ như thế nào. Nhưng mà tụi mình hiện tại thì cũng sẽ có một cái quỹ chung của gia đình ha, của cả hai. Và mỗi bên, mỗi người thì vẫn sẽ có một cái khoản riêng của tụi mình. Đúng rồi, đúng rồi. Nói chung là mỗi tháng tụi mình kiếm được tiền như thế nào á thì tụi mình vẫn sẽ bỏ vào trong cái quỹ chung đó. Để sau này ví dụ như lo cho con hay là những cái gì đó thì mình sẽ dùng quỹ chung. Còn những cái tiền riêng thì mình sẽ sử dụng cho sinh hoạt cá nhân nè, hay là những cái gì liên quan đến bản thân mình. Tại vì nhiều người người ta cũng có nói là khi mà em cưới xong rồi là tiền của chồng, tiền của vợ, tiền của vợ, tiền của chồng. Thì theo Tiên nha, thì Tiên nghĩ là mỗi người đều nên có một khoản tiền riêng đi đã. Mình có thể bỏ vào trong tiền chung rất là nhiều tiền, ok. Nhưng mà vẫn cần có tiền riêng để ví dụ như Tiên đi đây đi đó, Tiên tự làm này, Tiên không muốn là một người sẽ phải anh ơi cho em tiền làm này cho người làm kia. Thì Tiên là một người phụ nữ rất là độc lập. Tiên không phải là một người sẽ kiểu dựa vào chồng hay là anh ơi làm này làm kia. Cho nên Tiên nghĩ là cả hai đều nên độc lập về tài chính. Thì sau đó mình sẽ có một cái quỹ chung để sau này cái như vậy thì Tiên nghĩ là sẽ đi xa hơn trong tương lai. Mọi người phải làm những cái cách nào đó mà chồng bạn đưa tiền cho bạn nhưng mà mình không cần phải nói. Sợ. Đâu? Ngoan lên nha. Em ngoan mà. Thì mong là sau video này mọi người sẽ hiểu hơn về cuộc sống vợ chồng của tụi mình. Mọi người đừng nghĩ là cuộc sống nó sẽ luôn luôn màu hồng. Tại vì chắc chắn là khi cưới nhau về nó sẽ có những thứ khúc mắc, những cái cãi lộn, những thứ rất rất là nhiều mà tụi mình không show lên thôi. Nhưng mà mình sẽ cố gắng để làm sao để cho cả hai đều happy, đều hạnh phúc. Và làm sao để chồng đi làm nhiều hơn để kiếm tiền nuôi mình. Đó, mọi người nhớ nha. Nhớ đi làm nhiều nha chồng. Kiếm tiền nuôi em, chứ em không có tiền đâu. Sao anh mua cho em được cái gì chưa? Rồi. Không có gì. Rồi, xạo đi. Rồi, ok, cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Bye bye.